Rồi qua cái đằng này Alex sẽ đắp hai cục cho cả nhà nha. Alex sẽ bỏ lên đắp hai cục cho cả nhà xem thử nha. Đó. Hay là để một cục đi, qua cái kia mình đắp hai cục cho cả nhà coi nha. Đây. Rồi. Bỏ lên. Thời tiết hơi nóng chứ cả nhà nha. Thấy nóng không? Đứng lên có thấy nóng không? Nóng khô cha rồi. Thôi, trên em là anh để lên đập beng 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 luôn anh. Đập beng beng quá. Khổ cha rồi cả nhà ha. Ta sẽ bút từ từ đi nhân luôn, giờ nhưng nó nhắc nha. Thì ở đây thời tiết hơi nóng quá, hôm nay thời tiết nóng rồi, cái tay của cô khách này hơi nóng nữa nên các anh chị em phải vuốt liền nha. Không có ngồi thường thường nhấp thường thường là được nói nhiều giống như thường thường vậy, mà mình phải vuốt liền, nhà thấy không, phải vuốt liền. Thôi bột nó khô nha, bột nó khô rồi là chỉ lúc đó là mình phải ngồi gỡ ra làm lại thôi, hoặc mình phải bù đắp thêm. Và trên nữa là không tiệm em không bật máy lạnh không? Cái bật chứ anh em mình nó không có nghe vậy bật máy lạnh là cũng không bận, còn không trên nóng dữ lắm hả? Thời tiết bật nhiệt độ bao nhiêu ngày? 90 hả? Thường thường 80 thôi là cũng khô rồi. Em trên trăm mấy anh? Trăm mấy? Wow. Rồi em ngồi ở ngoài làm hả? Dạ không, ở trong mà nó vẫn nóng. Ồ vậy hả? Ồ ở trong hả? Wow. Hai nguyên hai nhé, khỏe không? Đó, rất là đẹp cả nhà nha. Cái màu quá trời đẹp luôn. Vừa kéo tới là vừa y như cả nhà. Cả nhà thấy không? Vừa y luôn nha. Mình muốn thì mình bỏ thêm cục vì anh chị em. Các anh em nghĩ bỏ thêm cục nữa không? Ok đúng không? Thêm cục không? Thêm cục đây ha. Cho nó chắc chắn, thì con cái mà. Bỏ thêm cục thì chắc chắn, thì mấy ngày sau tới nó hỏi thăm luôn. Đẹp quá cả nhà ơi, màu đẹp quá, đẹp không chị yêu, đẹp hơn Nguyễn Hà Phương Nguyễn nha, Alex hay Alex Hoàng nha, thấy đỡ ha, đẹp hơn này ha, này đẹp hơn, màu đẹp quá. Rồi qua cái ngón này cái nha, qua ngón này nè, nhớ luôn, nhớ luôn, hỏi thăm thiệt luôn hả? Rồi hôm nay sinh nhật này có đi đâu chơi không? Đã tiệc gì? Đi chơi đi con mình vậy thấy hả? Để lại cái khuấy đi ha. Dạ, lại đã khó lắm. Thank you. Khách rất là thích cả nhà nha. Nói chung là khách thích lại là vui rồi. Hai anh trai, hai, khỏe không? Hai hai em. Có cần giúp gì không? Là giúp cho. Ok, rồi em cứ coi đó nha. Đi đâu giống như ca sĩ vậy. Hả? Đầu kia nha, thích cái nội đầu kia nha. Bơi móng. Mấy bé ơi, khách mấy bé ơi. Rồi bây giờ tiếp tục cả nhà nha, là sẽ lấy miếng bột lên nha. Là sẽ bỏ miếng bột lên đó cả nhà, bây giờ là sẽ để dọc nha. Cả nhà là nhớ để cho nó tan xí nha. Để cho nó tan xí. Em bột em để nắp bột em để ngang đi dọc. Để ngang hả? Để ngang giống anh mới để hả? Để dọc được. Em thử mấy lần mà không được. Được, em chỉ cho. Ngày xưa là anh để dọc anh để ngang không à. Để ngang à. Nhưng mà thường thường để ngang á, em muốn tròn khi cổ á. Nó rất là khó, em hiểu không? Bây giờ anh... Rồi. This is called espresso? Yeah, espresso. Remember this name. Vừa đó. Tại bột màu á, em làm ngang cũng được, nhưng mà cái quan trọng là em phải làm cho nó ướt. Thấy xong, ở trên nó mà nó không đủ nước nó bám á, thì nó rất là dễ bị bung. Đó, rất là bị bung. Nếu mà cái cơ hội đắp dọc á, thì nó sẽ khó bung hơn. Đó là em biết tại sao khi em bỏ xuống á,
là nó chảy đủ, nhưng mà khi mà em đẩy lên cái cổ nó lên được nhưng mà nó không đủ nước để nó bám thì nó sẽ bị leak. Rất là easy. Anh sẽ làm cái cho em coi cái mẫu tại sao nó bị nha. Rồi bây giờ anh làm cái này, bỏ anh bỏ cục đi nha. Nó đắp ngang thì nó hay đắp vậy đó, bỏ lên cục này để cho anh cong lên. Màu đẹp quá ha. Rồi. Rồi ví dụ vậy đi ha. Rồi đó nha, thấy không? Đây là hai cục một cục nha. Bây giờ là sẽ để hai cục thử nha, một cục đây nha. Đây. Em coi nha, để dọc này ha. Anh sẽ để một cái cho em coi này. Để dọc quá, nếu mà em để em chui móng này nè. Cái cách này đắp này là của bên mấy người bên châu Âu á, họ đắp bột đẹp lắm. Họ đắp bột nó tròn critical luôn mà nó không bao giờ nó hở hết. Nó đẩy tan đúng không? Thì nói chung cái nào ai hay là mình học. Không phải là này. Để vô thấy không? Mình thấy nó chảy vô. Thấy không? Để vô nè. Em về em tập cái này nhiều á, là em thấy cách nào dễ dễ em tập thử đi. Bình thường anh để vậy đó anh, chứ không phải anh để dọc như anh vừa rồi. Là sao? Ý là em để lên là để anh bây giờ, tại cái này là anh để dọc rồi đó. Ồ. Cái đó là ngang rồi anh không biết. Cái này dọc. Cái này dọc. Rồi bởi anh nói là. Em để dọc rồi, còn để ngang là nãy để ngang hồi nãy là để ngang. Cỏ để ngang. Thời tiết nó nóng được nha. Rồi cả nhà thấy không? Ô rất là đẹp cả nhà nha. Màu rất là đẹp. Rồi. So beautiful color. Rồi cái nhà nhớ nha, dùng cái cọ làm hai bên thế này nha, để cho nó mỏng lại, chập nữa mình rửa cho nó lẹ nha. Rồi, nhớ là đừng có ra tắm neo nha, tắm neo là tắm như thế này, đừng có tắm ra ngoài nha. Mình làm vậy á, là cái bột nó sẽ rất là dễ bị mau hở, và thứ hai nó không có lít nha. Rồi cái cục này nữa thì anh lại sẽ đắp hai cục cho cả nhà xem thử nha. Cục đầu tiên anh lại sẽ để lên nha, cả nhà nhìn này nha, 1 2 3, cái nó tan, cả nhà thấy nó tan không, bỏ lên đến 1 2 3. Rồi cả nhà lôi xuống từ đến xuống xuống dài xuống gánh cái này ha, là nó không bao giờ nó chảy hết, cả nhà đẩy vô bên này cũng vậy y chang nha. Rồi hai em từ đâu xuống vậy hả? Từ đâu không biết nữa hả? Trả lời dễ thương quá ha, đang suy nghĩ đúng không, đang suy nghĩ từ đâu xuống đúng không, gặp bạn trên trển xuống hả? May sao anh ở đây chứ, ở Việt Nam anh kêu tình xuống rồi nói anh gì tao cúng nó chết nữa. Anh gì tao cúng. Rồi xuống nha. Rồi cả nhà thấy không, vuốt hai bên nhằm cho mỏng lại này thấy không. Rồi đó, cục xuống rồi, từ 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 cả nhà nha. Hai chị Phương Nguyễn, khả anh chị Phương Nguyễn bên này cái. Rồi bây giờ nữa xong anh lại sẽ làm 4 ngón design cả nhà nha. Bây giờ cả nhà đang trông mong đợi 4 ngón design đúng không? Có làm nail không luôn hay làm gì em? Làm nail không? Em hả? Ừ. Không. Làm nail không? Nãy vô là biết nhìn đứng giống làm ca sĩ rồi. Làm móng. Em làm móng hả? À. Nhờ ha. Rồi xong ha. Rồi tiếp tục nữa mình đi cái màu thứ hai đó lên. Rồi. Mình đợi cho tan xí cho mình chú ý móng xuống nha. Mình đẩy lên. Cả nhà nhớ nha, mình dùng cái cọ, mình dùng cái gì mình đập vô. Rồi. Cứ ven ven từ từ ra lệch nha, cứ từ từ từ, cứ từ từ. Rồi bây giờ nữa mình sẽ đi sát cho critical nha. Đi sát cho critical.
rồi bên này cái nhà đấy nha, nhà trơn luôn, rồi bút mỏng ra, cái nhà thấy không, vậy là xong cái một cái vành nha. Đó. Mình nhớ là mình phải bỏ vô mình kết nối liền thôi để nó khô nha, lâu quá nó sẽ khô. Đó. Rồi bây giờ nữa thì mình sẽ qua cái design nha, qua cái design. À, bây giờ nữa thì đây là cái hộp design cả nhà nha. Thì bây giờ nó làm sao để mình cắn nha. Đó, so what flower you want, can I see in the picture? It doesn't matter. Doesn't matter? Doesn't matter? Can I put Hello Kitty? Okay. Yes, Hello yeah. Kitty? Yeah. Really? Yeah, why are you too easy? Because I've seen your work. Oh, you see your work? But don't believe me too much, you know? So I actually so. Like Hello Kitty. Actually, you like Hello but Kitty? But we can stick with the flowers. The flower? Okay. You so sweet. Hai chị Phương, khỏe anh chị Phương, hai Mai Nguyễn nha, hai Ngọc nha. Mọi người giúp anh là chia sẻ cái livestream mình nha. Đó thì tình tới nữa thì anh lại có cái lớp đó, thì anh chị em nào mà hay hỏi là đăng lớp á, đừng đăng ký kịp á thì có thể đăng ký cái lớp tiếp theo nha. Đó. Thì đây cũng là một cái cơ hội cho anh chị em. Đó. Trong cái ngày những anh chị em học nha. Hai anh trai. Can I see the picture? Rồi bây giờ nữa thì anh lại sẽ đi cái design thử nha. Đây. Đây là cái design của Justin làm nha. Đây là của Justin, nó có ai ta? Của hớt hớt neo giả lại không biết ai đây nữa, khùng hon wow nha, nên là sợ sản phẩm chất neo. Rồi mình xin rồi 1 2 3 ok rồi giúp mình đây, giúp mình anh ai xin rồi. Bây giờ nó sẽ là sẽ đắp lên cả nhà xem thử nha. I forget before I put it on it. Ok rồi anh sẽ làm đây cho nó mỏng trước cả nhà nha. Rồi bây giờ mình sẽ bao ba bông lên nha. Rồi bây giờ anh chị em nào mà làm hay bị tróc á thì anh chị em có thể áp dụng cách qua lại nha. Ở làm bị bông hay bị tróc này kia có thể nhìn thấy cách làm qua lại nha. Một đó, mình sẽ bỏ cái bông ngược lại nha, tùy anh chị em. Hai. Wow, so beautiful, look at Chanel, oh my god, so beautiful. Đó, cả nhà thấy chưa? Đẹp phải không? Rồi sau đó là chiếu trên cả nhà làm sao bong cái bung nha. Đây là cái trick là chiếu trên cái anh chị em này. Anh chị em thấy cái bong nó bung lên không? Thấy bung lên không? Bây giờ anh chị em sẽ dùng một tờ giấy nha, xé ra cho lại. Xé ra. Anh chị em thương lại không? Nhớ chia sẻ lại xin lại nha. Này, mở tờ giấy lên. Như thế này, đè xuống. Thấy không? Đè xuống. Đè xuống. Em thấy cái bong nó nằm xuống hết chưa? Hay không? Nằm xuống hết rồi, anh chị em nhìn thấy chưa? Hỏi bông nó sẽ nằm xuống hết thấy chưa, không bị bung lên nha. So the last more longer next flower, can I see it? Rồi you want to leave a sparkle little right here? No sparkle, no sparkle little. Okay, my beautiful client. Okay, she wants to sample, don't put too much in there Alex. Okay, rồi cái này cũng như cả nhà nha. So my beautiful client, she wants to leave it right here. So Alex sẽ bút mỏng thôi nha. Đúng rồi cả nhà thấy dễ cả nhà, rất là dễ nha. Và là cũng hy vọng anh chị em sẽ làm được rất là nhiều ở trong tiệm của mình, cũng giống như những cái design mà mình cứ nghĩ là khó nhưng thật sự không khó nha. Chỉ cần anh chị em dùng những cái thao tác, những cái kinh nghiệm mà để chia sẻ cho anh chị em, và là hy vọng anh chị em sẽ kiếm được nhiều tiền trong tiệm neo nha. Rồi nhẹ nhàng nữa bỏ lên. So this one là sẽ đi hai bông thôi nha. So it's only two flowers right here. Anh chị em thấy không? Ở đây có một cái vần rất là đẹp. Và bây giờ nữa thì Alex sẽ bỏ hai bông ở đây. I remember my beautiful client. Đó là chu nha. Rồi Alex sẽ bỏ cái cây lên. Rồi hiểu. Rồi bây giờ nữa là Alex sẽ bỏ lên cả nhà nha. Sử dụng tờ giấy bỏ lên. Put right here, tap it. You think we should do one more? You want one more? Right here? Right here. Right here, okay.
Anything you want, baby. Let me see. I do fast, okay? I hope it's stuck. Yeah. Anh xem thấy không? Đó, nó sẽ dính rồi, thấy chưa? Rồi, anh chị em thấy hay không? Nó sẽ mắc vô hết đấy chưa? Nó sẽ ra hết rồi nha. Đó, đây là những cái trick rất là hay. Và được, hy vọng anh chị em sẽ làm được công chuyện của mình nha. Nhưng mà cái này là sẽ cắt ngắn một xí nữa. So they don't stuck on her nail. So last more longer. Couple year, ok? Cả nhà thấy không? Very đẹp ha. So beautiful color you guys see it. Cả nhà thích không cả nhà? Cả nhà thích bắn thêm cho lệch nha. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Rồi, bây giờ nó qua cái nail này cũng y chang nha. You like it? Oh, you don't like it, you love it. Ok, I get it. Ok, cả nhà ha, anh sẽ bỏ tiếp tục đến màu tiếp theo. Đó, và màu này. Cái màu anh sẽ bỏ 3 bông tất cả nha. Thêm một bông cuối cùng nữa nha. Là bông vàng, vàng nha. Bán bông nó dầu quá hả anh trai? Mấy cái bông mọc rồi, đem vào ép bán hộp 5 đồng cũng dầu hả? Tính ra cũng dễ kiếm tiền. Rồi bây giờ nữa cả nhà nhìn ha, màu đẹp quá. Rồi bây giờ nữa thì Alex sẽ tiếp tục làm cả nhà nha. Cả nhà giúp Alex chia sẻ cái livestream này nha. Rồi anh chị em nào mà livestream share chia sẻ cho Alex, Alex sẽ vẫy tay lại hết nha. Cảm ơn chị em rất là nhiều. Rồi xem bỏ lộn rồi. Rồi. You want couple right here or the same like that? Same thing. Same like that. Okay. You can do different colors though. Yeah. Different color? If you want. Flower, okay? Okay. Not the color. Color is the same, you know? Yeah, flower, yeah. Flower. Yeah. Wow, các nhà thấy không? Đây là cái cách mà lịch plan, các nhà thấy cái plan là đẹp không? Rất là đẹp nha. Đó, mình phải làm cho plan để cho nó đều, nó đẹp và thứ hai nó nhìn nó sắc sảo nha. Ừ. Rồi, anh sẽ vuốt mỏng lên cái nhà nha. Mỏng thôi. Because you know why? My client she beautiful, that's why she have to wear a beautiful nail. Nên nhớ các nhà nha, y chang luôn. Rồi. Rồi các nhà thấy không? Bây giờ Alex sẽ tiếp tục nha. Bỏ vô. Bỏ vô, Alex sẽ bỏ different flower ha. Ok, this one. I think this one in the middle. I'm better. Cái này đặt ăn chút mệt. One. Two. Red, ok. A yellow. Maybe flying yellow. Ok. Ok. So you put right here. Ok. Cái nhà thấy không? Cả bông này kia nó đang vỗ chì lên. Bây giờ làm sao cho nó xuống thì mới bỏ giấy lên nha. Như thế này. Cái nhà thấy không? Nằm xuống hết thấy chưa? Very good. See? She don't stuck này cả nhà thấy không? Nó sẽ nằm xuống hết thấy chưa? Ở đây là một cái trick rất là hay và chúc cho anh chị em làm trong tiệm nail của mình nha. Rồi tiếp tục nữa thì anh lại sẽ chọn 3 cái bông khác nhau nữa nha. So I think I have to put another flower for you because this color is matching two color. Okay. So maybe I prefer her a pink color. Okay. Pink color is so beautiful. Cái color này nha. Perfect color. Cả nhà nhớ cách vô lại nha, đừng làm dục nha. Cả nhà dục là chủ buồn lắm á ha. Bỏ vô lại ha, chủ cũng có hết buồn. Rồi, hai anh trai. Rồi bây giờ nhìn nha, bây giờ nữa thì Alex sẽ đắp cái màu phiên tiếp theo nha. Bỏ vô, cả nhà thấy không, bông bây giờ đã nằm trong hết đó rồi nha. Bây giờ nữa là mình sẽ bỏ lấy thêm một cái màu tiếp theo. Rồi mình sẽ trồng 3 màu vô chung với nhau nha. Nhưng mà anh chị em nhớ phải đắp mỏng thôi nha. Anh chị em giúp Alex bấm bắn thêm được không ạ? Anh chị em. Rồi bên này cũng vậy nha, bỏ vô nhẹ nhẹ nhàng thôi. Nhẹ nhàng thôi. Đó. Rồi. Mình sẽ kéo ra nha. Mình sẽ kéo đều hơn. Kéo thôi. Là bên kia cũng vậy nha.
Wow, cả nhà thấy không? Rất là đẹp, rất là mỏng ha. Và sau đó là sẽ bỏ cái bông lên nha. Đó, cả nhà nhớ cho là cực kỳ mỏng nha. Không được làm dày quá, cái này là do néo. Cái này xí. Ok. One. You want this side, this side? This side. White school. White one better, huh? Because it more stand out, you know? Okay. Because you know why? You're beautiful, that's why you have to wear beautiful nail, you know? I get that. This one, huh? Yep. Okay, that's good. Okay. Rồi, put right here, cả nhà, ha. Ba cái vòng. Rồi làm sao để cho nó nằm xuống. Lấy cái bỏ lên, ha. Đó là cuộc đời nó xong. Xong rồi đó. Rồi. Hãy là đẩy cái bông lên xí nha, cho nó mắc vô. Rồi. Hãy là xíu nhìn cả nhà làm sao để dứt cái bông vô. Hãy là xíu nhìn cả nhà nha. So you can put a little bit glue in there. Okay. They can lay down the flower. Rồi cả nhà nhìn thấy chưa? Rồi sau đó mình đè xuống nhẹ một cái nha. Mình dùng cái mũi cọ nha, mình đè giống như thế này. It's fixed together. Cả nhà thấy chưa? Xong. It's done. À, cả nhà thấy không? Cái keo vô cái nó lay xong luôn. Đó. Rồi bây giờ nó xong rồi, cả nhà giúp Alex là bỏ thóc cốt clear gel, bỏ clear thôi, bỏ clear powder lên nha. Đó, so it's very easy. So now I using the crystal clear. Mình sẽ dùng crystal clear cả nhà nha. Nhà thấy không? Mình sẽ dùng crystal clear bỏ lên nha. Và mình seal nó lại. Cái nhà tại sao lại phải dùng crystal clear? Anh chị em nhớ, anh chị em muốn nó làm nó đẹp, và nó đẹp, nó sắc sảo và nó trong. Nếu mà trong tiệm của mình nó dùng clear thường á, thì nó không có đẹp được giống như những người họ dùng crystal clear. Nên đó là nguyên nhân tại sao mình làm cái design ra nó không có đẹp, nó không có sắc sảo. Tại vì mình dùng clear thường mình cover nó lại thì tất nhiên nó sẽ không có sáng nha. Nên anh chị em nhớ phải dùng crystal clear nha. Thì nó sẽ làm cho cái design của mình nó sẽ stand out ra. Và thứ hai nó sẽ đẹp hơn nha. Thì đó là những cái nguyên nhân anh sẽ nói cho cả nhà để cả nhà nắm được, để khi cả nhà làm cho cái nail của mình nó sẽ đẹp hơn nha. Đó. Rồi. Đẹp quá cả nhà ơi. Rồi khi mà xong ha, mình sẽ khâu bò xong hết rồi. Mình sẽ lấy bột dư ra. Mình sẽ bỏ nó đi. Rồi anh chị em nhớ nha, set 126 màu à, bây giờ rất là popular và không có hàng nữa nha. Anh chị em nào mà vô trễ nha, cố gắng, tại bây giờ Alex bán lẻ nữa, hàng bị continue rồi. Không phải continue mà lộn, nói lộn, hàng bị thiếu số rồi. Bởi mỗi lần Alex nói, Alex bán lẻ một cái là khách nó mua. Ví dụ như có nhiều người khách họ thích cái màu đó, họ mua cái màu quá trời là họ mua tới mười mấy hũ, 20 hũ luôn. Đó, thì có nhiều, nên tại sao sometimes nó bị lẻ màu như vậy. Nên có nhiều anh chị em hỏi Alex, tại sao không bán lẻ. Tại vì bán lẻ các bạn biết là khi nào đã lịch đẩy tung ra đã ra lịch bán lẻ. Nên khi bán lẻ cái là tất nhiên là không có đủ hàng để cung cấp cho whole set. Nên chị em thấy ai mà chưa có thì nhanh tay lên nha. Tại tuần tới nữa thì cái hàng lịch 2 tuần nữa thì lịch mới xuất ra cái hàng khác, hàng mới nha. Hàng mới là lịch review lại á. Đó. Phải order pigment này kia nữa. Nên chị em nào mà chưa có thì tranh thủ nha. Đó. Rồi anh chị em thấy không? Bỏ clear lên. Đó, mình khâu vỡ lại crystal clear. Mình bỏ vô. Rồi mình lấy ra. Ồ, đẹp quá cả nhà ơi. Cả nhà thấy không? Rất là đẹp nha. Đó giờ là sâu hết, xong hết rồi. Crystal clear gì? Crystal clear cả nhà thấy không? Là nó cực kỳ trong nha. Nó sẽ làm cái design mình nó trong hơn, và thứ hai nữa nó sẽ đẹp hơn. Rồi. Cái này sẽ đặt nail. Cả nhà thấy không? Ba cái bông cả nhà thấy không? Nó nằm một chỗ thấy không? Nó bị bung ra nha. Thì đó là cái nguyên nhân làm sao để cho nó last more longer nha. Rồi bên này vậy nha, y chang nha, anh chị em có thể bỏ vô. Đó, anh chị em có thể giúp Alex chia sẻ cái livestream mình nha. Alex cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Anh chị em có câu hỏi gì cứ hỏi nha. Tất cả bông design bột thì đều nằm trên website jasna.com nha. Đó. Và đặc biệt nữa thì lớp Alex là mà 3 tuần nữa thì Alex 4 tuần nữa Alex sẽ có lớp cơ bản lại nha. Tại Alex sẽ để lớp xa xí, tại bây giờ rất là busy. Hàng hóa Alex sản xuất không có kịp, tại vì phải rất là busy. Nên anh chị em nào mà đăng ký lớp thì tranh thủ nha. Tới ngày nữa thì
không có kịp để mình đăng ký thì nó sẽ full nha. Rồi anh chị em thấy không, đó, cái bông nó đã nằm trong cái kích sụt kia rồi, rất là đẹp và rất là đều nha. Đó, sau khi mình xong rồi mình sẽ vẹo tay xíu nha. Rồi cả nhà thấy không, đã đều hết rồi và là sẽ lấy ra rất là gọn gàng, cục bột rất là dẻo, rất là dễ đắp nha. Và thứ hai nữa là đã nằm trong bột clear hết, cả nhà thấy không, rất là đơn giản nha. Và tiếp tục cục cuối cùng, cục cuối cùng nha. Đó, mình bỏ vô cục cuối cùng. Rồi anh chị em thấy không, và sau đó là sẽ dùng cái cọ vuốt ra mỏng mỏng nha, cho nó khô xí đã, vuốt ra từ từ thôi, đừng vuốt nhanh quá, vuốt nhanh quá là bột nó sẽ đi hết và thứ hai cái bông mình sẽ bị trồi ra nha, và từ đó nó sẽ không bị dày, nó không được đẹp. Thì đó là nguyên nhân tại sao nhiều anh chị em làm cái bông ra nó không được đẹp, nó không được tự nhiên nha. Đó, mình vuốt ra từ 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 thôi. Đó, anh chị em thấy không, nó sẽ đều hết cái bông của mình rồi. Cho em thấy không? Rất là đều nha. Rồi vậy là xong rồi, very good sir. Các nhà thấy không? Nó very super clear, so it stand out more in the design. So you guys see it? Very nice, right? So you guys please share my video with my beautiful client. She from the Hollywood, you know. Come here visit me. So thank you. Rồi sau khi xong nha là sẽ dọn dẹp sạch sẽ và là sẽ đợi cho nó khô xí. Thì các bạn cũng biết rồi, mình phải đợi xí nha. Rồi mình cho nó khô. Rồi mình dọn dẹp cái sạch sẽ đi. Rồi mình qua cái mục. Rồi. Sau khi xong hết á, là sẽ liên sạch sẽ lại hết cái bàn. Đó, và là sẽ sau cả nhà xem là cái màu nha. Đây là cái tông màu rất là đẹp. Đó. Mình sẽ gửi thêm một tờ giấy để chụp hình nha. Rồi mình sẽ bùng hai tờ giấy như thế này nha, và mình sẽ bỏ cái hũ màu lên và đây mình bỏ crystal clear nha, để cho anh chị em mua đúng cái màu này và anh chị em về không bị lộn. Yeah, ok, good job.